Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Và như vậy thì là World Cup 2022 đã chính thức được khởi tranh. Điều mà chúng mình có lẽ là dành nhiều sự quan tâm nhất trong cái giai đoạn World Cup này, đó chính là cái fan token của những cái đội bóng đấy. Thì hay còn gọi là tiền số của các cái đội bóng tham dự World Cup thì sẽ có những cái sự thay đổi như thế nào? Thì qua cái bài phân tích này chúng mình cùng làm rõ nhé. Sắp khởi tranh World Cup, trong cái giai đoạn trước tiền số của các cái đội bóng tăng giá mạnh trước cái thềm của World Cup. Token của đội Bồ Đào Nha, Argentina tăng giá hàng chục phần trăm trước khi World Cup diễn ra, đi ngược với xu thế chung của toàn bộ thị trường tiền số. Theo dữ liệu trên công cụ theo dõi Fan Market Cap, token POR đại diện cho đội Bồ Đào Nha tăng 50% trong tuần qua. Còn ARG của đội Argentina tăng 28%. CSZ, tiền điện tử của blockchain Chilis chuyên dùng để tạo các token cho đội bóng, tăng 11% trong ngày 19 tháng 11. Số liệu của CoinGecko cho thấy thị trường tiền điện tử liên quan đến người hâm mộ cũng tăng 11% hôm qua, đi ngược lại với xu thế của thị trường vốn đang cái đà lao dốc vì cú sập của sàn FTX. Trong thời gian qua, ngày càng nhiều đội bóng kết hợp với các công ty blockchain để tung ra token riêng, thuộc loại fan token. Với các đội, việc phát hành fan token vừa là một cách gọi vốn, vừa duy trì lòng trung thành của người hâm mộ. Trong khi với số người sở hữu, token này có thể dùng để đầu tư như tiền mã hóa, đồng thời đại diện cho tư cách thành viên của một cộng đồng. Người sở hữu token đội bóng có thể nhận được một số đặc quyền như vé xem trận đấu, quyền biểu quyết mẫu áo, tùy chính sách của đội khi phát hành token. Socios, nền tảng cung cấp fan token, hiện có hơn 60 đội bóng đối tác như FC Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, AC Milan. Token của đội Lazio là fan token có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường với 49 triệu đô la Mỹ. Theo báo cáo từ nhóm nghiên cứu của Hobby, token như là POR, ARG tăng giá đến từ việc đây là hai đội tuyển tham gia vòng chung kết World Cup 2022 và đều có tiềm năng trở thành nhà vô địch. Vì vậy, giá của các token này có thể biến động lớn trong thời gian giải đấu diễn ra. Ngoài ra, Bồ Đào Nha và Argentina cũng là quê hương của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, hai siêu sao bóng đá có nhiều mối liên hệ với các công ty tiền điện tử. Theo CoinDesk, fan token hiện là điểm sáng hiếm hoi trên thị trường tiền điện tử, vốn bị bao trùm bởi bóng đen liên quan đến cú sập sàn FTX. Tuy nhiên, do tăng giá vì các kỳ vọng trong World Cup, tiền số này có thể mất đà tăng sau khi giải đấu kết thúc hoặc mất giá ngay khi đội bóng gặp bất kết quả bất lợi. Đó, thế nên là các bạn nếu mà có quan tâm đến cái lĩnh vực fan token này thì cũng hết sức lưu ý. Nó sẽ có sự biến động rất là mạnh. Đấy, ví dụ như hôm nay mà đội Tây Ban Nha, đội Bồ Đào Nha mà thắng một đội nào đó chỉ vòng bảng thôi thì mình đảm bảo với các bạn rằng cái fan token thì nó sẽ bay rất là mạnh. Nhưng mà nếu mà trận ngày ngày hôm hôm sau mà Bồ Đào Nha thua thì lại đảm bảo với các bạn nó lại tụt xuống, cũng không phanh đấy. Thế nên là cái trò may rủi này thì các bạn hết sức cẩn thận nha. Rồi, kênh Invest TV sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị các bạn những cái thông tin mới nhất về các cái dự án tiền điện tử để gửi đến quý vị và các bạn hàng ngày. Rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại.